Cô gái này yêu thầm nam thần trong trường, nhưng lại vô tình phát hiện ra anh ấy lại chính là hung thủ giết hại anh trai mình. Chỉ bởi vì đôi giày mà anh ấy đang đeo dưới chân giống hệt với đôi giày của người đàn ông bịt mặt giết hại anh trai của cô. Khi Su Huynh phát hiện ra bản thân đang bị người khác nhìn chằm chằm thì Chan Mi lập tức thu ánh mắt đó lại, mà Su Huynh lúc này vẫn không biết rằng cậu ấy không chỉ bị Chan Mi nghi ngờ mà còn phải gánh trên lưng tội danh giết người. Chính vào một ngày trước đó, Su Huynh vì để trừng phạt tên khốn kiếp xấu xa sát hại cô nữ sinh xấu số, đã tới đánh cho cậu ta một trận và bắt hắn ngày mai phải tới để xin lỗi mẹ của nữ sinh kia. Thế nhưng ngày hôm sau khi cảnh sát tới hiện trường xảy ra vụ án, vậy mà lại phát hiện ra nam sinh kia đã tử vong. Thông qua việc quan sát hiện trường vụ án, phía cảnh sát lập tức nhớ lại vụ án bạo hành cách đây không lâu đã xảy ra ở trường cấp 3 Seoul. Lúc đó Dung Kyung cũng bị trói chặt trên ghế bằng băng dính, chỉ có điều là lần đó cậu ta chỉ bị trọng thương mà thôi, còn lần này lại là một vụ án mạng. Sau đó dựa vào sự so sánh hai vụ án, phía cảnh sát phát hiện ra loại băng dính được dùng trong cả hai vụ án là cùng một loại. Điều này rõ ràng là do cùng một hung thủ gây ra. Vì để nhanh chóng phá được vụ án này, nữ cảnh sát lập tức tìm tới người bị hại trước đó Dung Kyung. Nhưng lần trước bởi vì hung thủ bịt mặt, hơn nữa lúc đó Dung Kyung đã bị đánh cho thần hồn điên đảo, căn bản là không hề nhớ rõ ngoại hình của hung thủ. Có điều Dung Kyung nhớ rằng trên người của hung thủ có mùi rượu và còn có mùi dầu khá đặc biệt. Hơn nữa hung thủ đó dường như đã từng học qua quyền Anh, chỉ một cú duy nhất thôi đã có thể khiến cho bản thân cậu ta ngất lịm đi. Khi cảnh sát sâu chuỗi những manh mối này lại với nhau, trong đầu của cô ấy lập tức xuất hiện một người phù hợp với đầy đủ những điều kiện này. Không sai, người đó chính là nam chính Su Huynh của chúng ta. Bởi vì Su Huynh luôn làm thêm ở quán bowling, mà trên số bóng bowling kia có một lượng dầu nhất định, cộng thêm việc cậu ấy phải dùng rượu để lau sạch nó. Hơn nữa Su Huynh luôn ở tại võ quán quyền Anh. Tất cả mọi điều kiện đều phù hợp với những manh mối này, mà Su Huynh lúc này đang đi làm bỗng nhiên được thông báo có người tới tìm cậu ấy. Sau khi tới sân thượng mới biết được người đó chính là Hak-su. Hóa ra lúc Hak-su tới bệnh viện để gặp người mẹ của nữ sinh bị hại kia, mới biết được tên nam sinh xấu xa bị Su Huynh giáo huấn kia đã chết rồi. Sau khi nghe xong Su Huynh vô cùng hoảng hốt, cậu ấy vội vàng giải thích rằng mình không hề giết anh ta, chỉ đánh cho anh ta vài phát rồi bắt anh ta đi xin lỗi mà thôi. Khi Hak-su khuyên Su Huynh nên đi tự thú đi thì phía cảnh sát đã tìm đến quán bowling mà Su Huynh đang làm việc, không nói nhiều lời mà bắt Su Huynh phải mở tủ đựng đồ cá nhân ra. Nữ cảnh sát nghi ngờ rằng Su Huynh vẫn để dụng cụ gây án tối hôm đó ở đây. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Su Huynh, nữ cảnh sát càng thêm khẳng định vào phán đoán của bản thân. Ai mà ngờ được sau khi mở tủ ra, họ lại phát hiện ra trong cặp chỉ có vào cuốn sách và dụng cụ học tập. Nhìn thấy không thể tìm thấy chứng cứ mà mình muốn có, thế là nữ cảnh sát liền nảy ra kế sách, đó là để nam cảnh sát này giữ Su Huynh lại, còn bản thân mình thì đi tới khu nghỉ ngơi bên trong võ quán. Nhìn thấy nữ cảnh sát rời đi, Su Huynh bắt đầu lo lắng, bởi vì 2 ngày trước sau khi đánh người xong, Su Huynh thực sự đã giấu dụng cụ gây án vào tủ để đồ ở trong phòng nghỉ. Thấy sự việc sắp bị bại lộ, Su Huynh trực tiếp lái mô tô tới đó, nhưng khi cậu ấy đến nơi thì đã muộn mất một bước rồi. Nữ cảnh sát đã phá khóa tủ để đồ của cậu ấy. Su Huynh lúc này vô cùng tuyệt vọng, lần này thì cậu ấy thực sự sợ bản thân mình phải ngồi tù. Thế nhưng khi nữ cảnh sát kia mở cánh cửa tủ kia ra, hai người họ đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì chiếc ba lô ở trong đó đã không cánh mà bay. Nữ cảnh sát biết chuyến đi lần này đã phí công nên chỉ đành rời đi, nhưng Su Huynh lúc này lại rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc là ai đã lấy chiếc ba lô của mình đi? Thế nhưng cậu ấy lại không biết rằng chiếc ba lô cất giấu dụng cụ gây án chính là do Chan Mi, người đã nhận định Su Huynh là hung thủ giết hại anh trai mình lấy đi. Nửa đêm nửa hôm, nữ sinh này liền hẹn bạn học tới một nhà kho bỏ hoang, sau đó ngắm thẳng khẩu súng trong tay về phía bạn học. Mặc cho Su Huynh có ra sức giải thích bản thân mình không phải là hung thủ giết hại anh trai của cô ấy, nhưng Chan Mi vẫn không chút do dự mà bóp cò. Vào khoảnh khắc mà Su Huynh trúng đạn, thì viên đạn đó dường như cũng đã xuyên qua trái tim của Chan Mi, bởi vì Su Huynh là người mà cô ấy vẫn luôn yêu thầm. Chính vào không lâu trước đó, cảnh sát đã tìm tới chỗ của Chan Mi rồi chất vấn cô ấy rằng người đã đánh gãy chân của Dung Kyung có phải là Su Huynh hay không? Bởi vì gần đây vừa mới xảy ra một vụ án mạng, cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ của cả hai vụ án này đều là một người. Chan Mi lập tức hỏi ngược lại, không phải là các anh đang điều tra vụ án của anh trai tôi sao? Vì sao lại điều tra vụ án khác? Không ngờ rằng vị cảnh sát này lại nói rằng hung thủ của hai vụ án gần đây rất có khả năng chính là người đã giết hại anh trai của Chan Mi. Chan Mi lập tức nhớ lại vào buổi tối hôm mà Dung Kyung bị hại, cô thực sự đã nhìn thấy Su Huynh ở con hẻm cạnh trường. Lẽ nào anh trai cô thực sự bị Su Huynh hãm hại sao? Nhưng lúc này Chan Mi lại không nói lại chuyện này với cảnh sát, bởi vì một khi cảnh sát bắt được Su Huynh trước, vậy thì cô sẽ không còn cơ hội để đích thân trả thù cho anh trai mình nữa. Thế nên trước khi cảnh sát tới kiểm tra tủ để đồ của Su Huynh, Chan Mi đã nhanh hơn họ một bước mà lấy chiếc ba lô đựng dụng cụ gây án của Su Huynh đi. Tiếp đó cô liền đóng gói nó lại mà gửi về cô nhi viện ở Busan. Sau khi mua một gói bim bim, Chan Mi vừa ăn vừa khóc. Đến giờ cô ấy vẫn không dám tin rằng hung thủ giết hại anh trai của mình lại là chàng trai khiến bản thân mình rung động. Mà chính vào lúc Chan Mi vẫn chưa biết gì, thì bên này người giết hại anh trai của cô ấy dường như là một người khác. Tối nay sau khi Chebium quay về nhà, trước khi vào phòng tắm đã tiện tay vứt chìa khóa xe lên tủ. Nhưng khi tắm xong rồi đi ra bên ngoài, Chebium lại phát hiện ra chiếc chìa khóa xe đã không cánh mà bay. Ngược lại trên tủ còn xuất hiện thêm một cuốn sách. Sau khi mở cuốn sách kia ra, cậu ta lại phát hiện ra có một tấm ảnh bên trong đó. Chebium sau khi tai nạn mất trí nhớ tò mò mà quan sát bức ảnh ở trong tay mình. Một người trong đó là bản thân mình, vậy thì người còn lại là ai? Ngày hôm sau anh ấy liền cầm bức ảnh kia tới hỏi người bạn tốt Sejin của mình. Thế nhưng khi Sejin nhìn thấy bức ảnh kia thì liền hoảng loạn mà giấu nó đi. Rõ ràng là bức ảnh này đã cất giấu một bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết. Tiếp đó Sejin liền gọi Chebium ra sau trường. Hóa ra người còn lại trong bức ảnh này chính là Park Won Seok, người anh trai đã mất của Chan Mi. Sejin nói với Chebium tuyệt đối không được nhắc đến bức ảnh này với người khác, nếu không nó sẽ mang đến phiền phức cho anh. Tiếp đó Sejin liền trực tiếp thiêu đốt nó. Sau đó vào lúc hai người họ nói chuyện, Chebium nhìn thấy Su Huynh đang đi về phía mình. Bởi vì Su Huynh thường xuyên giúp đỡ Chebium, cho nên quan hệ của hai người họ cũng trở nên thân thiết hơn trước. Sau khi quay về phòng học, Sejin đứng từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ thân thiết của Chebium và Su Huynh, dường như cậu ta không thích có người con trai khác thân thiết với Chebium. Tiếp đó cậu ta lại lạnh lùng mà nói một câu. Lần này là Ji Su Huynh. Buổi tối ngày hôm sau, Chebium lại tìm đến chỗ của Sejin và nói với cậu ta rằng mình đột nhiên nhớ lại những ký ức đã bị đánh mất của bản thân. Năm đó bản thân anh ấy không phải vì tai nạn nên mới mất trí nhớ, mà là vì bản thân đã tự sát ở trường đua ngựa. Sejin nghe xong thì vội vàng cúi thấp đầu, bởi vì cậu ta đang nghe theo chỉ thị của mẹ Chebium mà giấu kín chân tướng với anh ấy. Tiếp đó Chebium liền chất vấn Sejin, người giết Park Won Seok là anh sao? Mà bên này khi Su Huynh mở tủ quần áo của mình ra, liền phát hiện ra có một tờ giấy nhớ do Chan Mi để lại cho anh. Bên trên viết rằng nếu như muốn lấy lại ba lô thì hãy tới cô nhi viện ở Busan một chuyến. Su Huynh muốn làm rõ chuyện vì sao Chan Mi lại giúp mình chuyện này, cho nên đã ngồi lên chuyến xe khách hướng về Busan. Sau khi đi tới căn nhà kho bỏ hoang như trong tờ giấy kia, cậu ấy liền phát hiện ra Chan Mi đang cầm theo chiếc ba lô của mình rồi chậm chậm đi tới. Su Huynh dường như cũng đoán ra được Chan Mi tới đây là để báo thù mình, thế nên đã ra sức mà giải thích rằng bản thân mình không phải là người hại anh trai của cô ấy. Thế nhưng Chan Mi vẫn nhấc khẩu súng hơi trong tay lên mà ngắm về phía Su Huynh. Không phải mình không hề giết cậu ấy.